Ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp thẩm định đề án đề nghị công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là đô thị loại 4. Ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Tham dự cuộc họp còn có ông Phan Đình Dực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy, ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Ông Phan Đình Dực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy cho biết, chính quyền và nhân dân Diêm Điền đã tập trung nguồn lực, tâm huyết xây dựng và phát triển thị trấn theo hướng và quy hoạch, đạt được thành tựu kinh tế xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân đô thị ngày càng nâng cao. Về công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4 sẽ đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển thị trấn Diêm Điền nói chung và huyện Thái Thụy nói riêng, tạo cơ hội cho thị trấn Diêm Điền mở rộng có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện. Huyện Thái Thụy là huyện đang đóng góp GDP lớn cho tỉnh, chiếm 1/3 tổng GDP toàn tỉnh. Dự kiến đến năm 2019 sẽ đóng góp khoảng 1/2 GDP cho tỉnh. Năm 2016, huyện đóng góp cho ngân sách nhà nước 4.000 trên 8.200 tỷ đồng. Cả huyện sẽ có 5 quốc lộ lớn chạy qua, nhiều khu công nghiệp lớn nhất toàn tỉnh với diện tích từ 200 đến 300 hectare, nhiều doanh nghiệp lớn đang được đầu tư. 100% dân số trong huyện được sử dụng nước sạch từ nguồn nước mặt, không sử dụng nước ngầm. Hội đồng thẩm định đã công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng đạt chuẩn đô thị loại 4 với số điểm 85,76 trên 100 điểm.